Thông tin tiểu sử diễn viên Ji Sung, tên thật là Quác Tạ E Dơn, sinh vào 27 tháng 2, 1977, là một diễn viên người Hàn Quốc. Anh được biết đến với những vai diễn trong phim truyền hình All-in 2003, Save the Last Dance for Me 2004, New Heart 2007, Protect the Boss 2011, Secret Love 2013 và Kill Me 2014. Bố mẹ của Ji-sung đều theo ngành giáo dục nên họ cũng mong anh trở thành giáo viên, nhưng rồi vào năm thứ hai trung học, cha anh ấy đưa anh một chiếc VCR và anh được chọn vào bộ phim Rain Man, Dustin Hoffman. Khả năng diễn xuất của anh tốt đến mức anh đã chọn trở thành một diễn viên, dù cho cha anh có phản đối. Anh học ngành sân khấu và điện ảnh tại trường Đại học Hàn Giang. Buổi thử vai đầu tiên của Ji-sung tại trường KAIST năm 1999, nơi anh được gặp nhà biên kịch Song Jina. Biên kịch Song nhận thấy được sự mới mẻ từ Ji-sung vào viết nên một vai diễn mới cho anh, và đó là vai diễn đầu tiên mà anh nhận được theo như đề nghị của người quản lý. Anh bắt đầu sử dụng nghệ danh Choi Ji-sang thay cho tên thật của mình, nhưng rồi họ lại bỏ đi Choi và sử dụng cái tên Ji-sung như ngày nay chúng ta đang biết đến. Sau một vài vai phụ, Ji-sung bắt đầu được chọn vào những vai diễn lớn hơn như trong bộ phim truyền hình Wonderful Day, còn được biết với tên Splendid Day 2001, Sunshine Hunting 2002 và bộ phim hài lãng mạn Whistling Princess 2002. Năm 2003, nhà sản xuất của bộ phim All-in đã gặp một vài khó khăn khi tìm chọn người diễn vai thứ, bởi vì hầu hết các diễn viên nam đều sợ bị so sánh với nam diễn viên Lee Byung-hun. Ji-sung đã tiếp cận nhà sản xuất Yoo Chun-yeong và nói rằng anh muốn vai diễn đó. Nhà sản xuất Yoo đã bất ngờ trước quyết định đó và nói, nó là của cậu. All-in đã trở nên nổi tiếng và nó cũng giúp cho Ji-sung nổi tiếng hơn, không chỉ trong nước mà là trong cả khu vực Đông Á. Và để thử thách bản thân mình, Ji-sung đã chọn bộ phim truyền hình dài tập The King Women cùng với nữ diễn viên đã cùng đóng phim Wonderful Day với anh, Park Sun-young. Ji-sung đóng vai vua Quang Hae-gun. Bộ phim Save the Last Dance for Me 2004, Ji-sung đóng vai một doanh nhân bị mất chỉ nhớ và đã yêu một cô y tá luôn chăm sóc anh, diễn bởi Kim Yoo-jin. Sau đó diễn vai khách mời là bạn trai thời đại học của Bê Dâu Ngốc trong Outing, bộ phim hai tập được viết bởi Lee Kyung-hee cho tuyển tập phim Beating Heart. Tiếp nối bộ phim kinh dị Blood Rain 2005 được diễn bởi diễn viên Kim Dae-sung. Ji-sung tham gia nghĩa vụ quân sự vào 7 tháng 6 năm 2005. Lúc đầu, anh tham gia như một người bình thường. Sau đó, bộ phận nhân sự quân đội chuyển anh sang chế độ lính nghệ sĩ vào tháng 2, 2006 và anh trở thành đại sứ về các vấn đề trong quân đội. Ji-sung xuất ngũ vào ngày 6 tháng 6 năm 2007. Ji-sung quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim về y học New Heart, đóng vai một bác sĩ phẫu thuật tim đến từ một trường đại học y khoa nông thôn ít danh tiếng, có lòng từ bi và hay có những cuộc xung đột với người bạn đồng nghiệp đầy tham vọng, diễn bởi Kim Min Jung. Trong một cảnh quay khi nhân vật của Ji-sung khóc sau khi thất bại trong việc cứu sống một người phụ nữ tốt bụng, Ji-sung đã cho biết rằng lúc đó anh đã nghĩ đến người bà
đã qua đời của mình. Lúc bà nói rằng niềm vui duy nhất của bà chính là được nhìn thấy cháu của mình trong bộ phim All-in. Khác với tính cách trong bộ phim, Ji-sung cho biết rằng anh rất ít nói và nhút nhát ở ngoài đời thực, nhưng tham gia bộ phim này đã giúp anh tìm thấy được một bộ mặt khác của mình. Fate 2008 đã cho thấy được nhiều khía cạnh xấu của tình bạn khi bốn người bạn diễn bởi Song Si-eun Hee-on, Kwon Sang-woo, Kim In-kon và Ji-sung đã lập nên một kế hoạch đi trộm tiền của một sòng bạc để họ có thể rời khỏi một băng nhóm, nhưng rồi họ lại phản bội nhau. Ji-sung diễn một vai phụ, là một tay sai, cánh tay phải của ông chủ. Swallow the Sun 2009 là bộ phim thứ 2 Ji-sung hợp tác đoàn làm phim của All-in, biên kịch Choi Won-kyu và đạo diễn Yoo Chun-yeong. Bộ phim này chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Kang Chun-hwa và được quay ở Jeju, Las Vegas và Nam Phi. Ji-sung đã được huấn luyện để trở thành một nhân vật có ý chí mạnh mẽ, cứng rắn và phải vào tù thay cho ông chủ của mình, và sau đó tham gia vào công cuộc phát triển nên Jeju. Vào tháng 2, 2010, Ji-sung đã ký hợp đồng với công ty quản lý mới Namu Actor, sau đó vài tháng thì tham gia bộ phim cổ trang Kim Soo-ro, The Iron King 2010, đóng vai người sáng lập nên Kim Quan Già Gia. Năm 2011, Ji-sung cùng với nữ diễn viên Yeam Jung-ha tham gia bộ phim Royal Family về quyền lực của một gia tộc lớn. Trong năm đó, anh đã tham gia vào bộ phim hài lãng mạn Bảo vệ ông chủ cùng với diễn viên Choi Kang-hee. Từ năm 2012 năm 2013, Ji-sung diễn vai một nhà tiên tri thiên bẩm trong bộ phim The Great Seer, giúp cho Lee-seong-gil diễn bởi Ji Jin-hee lật đổ Goryeo, thành lập nên Joseon và trở thành vị vua đầu tiên Taero. Cuối năm 2012, Ji-sung tham gia bộ phim Người lớn lãng mạn Mi PS Partner, đóng vai một nhạc sĩ ca sĩ đang cố trải qua một mối tình đã tan vỡ thì nhận được một cuộc gọi quấy rối tình dục từ một người phụ nữ diễn bởi Kim A-jong, đáng lẽ ra là phải gọi cho bạn trai mình. Năm 2013, Ji-sung chọn bộ phim đầy bi kịch Secret Love bởi vì anh thấy kịch bản mới mẻ, chân thật và tinh tế. Anh vào vai một chàng trai nhà giàu có một cô bạn gái mới qua đời trong một vụ đâm xe bỏ chạy, và sau đó lại rơi vào lưới tình của một người phụ nữ đã vào tù một lần, diễn bởi Hoang Jang-eum. Năm 2014, Ji-sung tấn công màn ảnh lớn với bộ phim Confession cùng với Jo Ji-hoon, Lee Kwang-soo, nói về tình bạn của ba người đàn ông sau khi mẹ của một trong ba người qua đời. Năm 2015, Ji-sung tái hợp tác với Hoang Jang-eum trong bộ phim Hume. Anh vào vai một người thừa kế bị rối loạn nhân cách, có 7 nhân cách khác nhau.